Kính thưa quý vị, để đánh giá công tâm và chính xác nhất cho liên hoan ngày hôm nay sẽ không thể thiếu được thành phần ban giám khảo. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo của liên hoan Bé Khỏe Bé Tài Năng năm 2016. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Thị Huê, Phó trưởng phòng giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng phòng Văn nghệ Thể thao Giải trí Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung, chuyên viên phụ trách đoàn đội Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Về phía tổ thư ký xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, cán bộ phòng nghiệp vụ Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh. Và đến với liên hoan ngày hôm nay thì 26 đơn vị đến từ thành phố Bắc Ninh đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng ngay từ khi triển khai kế hoạch. Và sau một thời gian chuẩn bị thì ngày hôm nay 26 đơn vị đã cố gắng để cống hiến cho khán giả những tiết mục hay nhất và xuất sắc nhất. Có thể nói rằng đến với liên hoan ngày hôm nay thì mỗi một đơn vị đều cố gắng mang đến liên hoan những tiết mục hay nhất, đặc sắc nhất. Mỗi một đơn vị đều có một cách để giới thiệu ngôi trường thân yêu của mình đến với khán giả, nhưng tất cả đều cho chúng tôi thấy được sự ngây thơ, sự ngộ nghĩnh đáng yêu của các bé. Và chia tay với phần thi Tôi Là Ai, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần thi thứ hai, phần thi hứa hẹn nhiều màu sắc và vô cùng sôi động, đó là phần thi Tôi Thời Trang. Và ở phần thi này thì tất cả các đơn vị sẽ cùng thể hiện những bộ sưu tập thời trang khác nhau do các cô của trường mình thể hiện, dày công có thể xây dựng nên. Và mỗi một trang phục, mỗi bộ sưu tập đều có một thông điệp, một ý nghĩa khác nhau. Và chúng tôi khuyến khích các bộ sưu tập làm từ vật phẩm tái chế. Và thời gian cho phần thi này sẽ là không quá 5 phút. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu để chờ đợi bộ sưu tập đầu tiên đến từ trường Mầm Non Công ty May. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, ngay sau đây xin mời quý vị cùng các bạn đến với bộ sưu tập thời trang nhí của chúng tôi với tiêu đề Sắc Màu Cuộc Sống của trường Mầm Non Công ty Cổ phần May Đắc Bầu. Ra đi con. Đang bước đến sân khấu là siêu mẫu nhí Minh Anh. Minh Anh đang khoác trên mình với trang phục váy dạo phố với chất liệu là kim tuyến và hoa đã tạo nên vẻ tinh nghịch, dễ thương cho người mẫu Minh Anh. Minh Anh có ước mơ sau này trở thành họa sĩ kiêm người mẫu. Với bước chân uyển chuyển, khuôn mặt bầu bĩnh, đó là người mẫu Phương Anh. Phương Anh đến với chúng ta với bộ trang phục trắng tinh khôi, được làm từ giấy ăn và hạt ngọc trắng. Với số đo chuẩn 70, 50, 70, Phương Anh có ước mơ trở thành siêu người mẫu châu Á. Duyên dáng đầy nữ tính, dịu dàng, đó chính là người mọc, người mẫu Ngọc Mai. Với số đo 70, 45, 70, trong tà áo dài, Ngọc Mai đã tôn lên được nét quyến rũ của người con gái Việt Nam. Sở hữu nét thơ ngây, tinh nghịch, không ai khác, đó là người mẫu Hà Vi. Với chiều cao khiêm tốn nhưng bé luôn yêu thích thể thao, tập thể dục để có thân hình chuẩn, sau này làm người mẫu Việt Nam. Đang tiến đến sân khấu đó là siêu người mẫu Thảo My. Thảo My trong trang phục Bé Với Thiên Nhiên được kết tinh từ những dây kim tuyến, xốp xanh và ngọc trai. Trông bé thật đáng yêu phải không các bạn? Ước mơ của con là được hòa mình trong làn siêu người mẫu thế giới. Với chiều cao 1m10, số đo 3 vòng 60, 50, 60, Tâm An đang đến với chúng ta trong bộ trang phục sức sống, được kết tinh từ giấy nhăn và lưới. Bé đã cho trang phục hòa quyện với nhau, trông thật lộng lẫy. Ước mơ của con được làm nhà thiết kế thời trang. Đang giải bước trên sân khấu đó là siêu mẫu Anh Châu. Với đường cong lý tưởng, Anh Châu có tố chất làm người mẫu từ nhỏ, chắc chắn sau này bé sẽ làm người mẫu thời trang. Sở hữu chiều cao lý tưởng, bảo ngọc trong trang phục sữa học đường, trông bé thật tinh nghịch. Với vẻ mặt tuấn tú, Thùy Anh đang bước đến với chúng ta bộ trang phục giải khát mùa hè, được làm từ ống hút và logo học đường.
này thành phi công. Tiến Đạt đang bước đến sân khấu trong trang phục Alibaba được làm từ thìa sữa chua sơn màu lấp lánh với thông điệp bảo vệ môi trường. Chúng ta cùng gặp lại hai người mẫu của chúng ta hôm nay, đó là siêu mẫu Minh Anh và Phương Anh. Chúng ta cùng chào đón sự trở lại của hai siêu mẫu Ngọc Mai và Hà Vi. Hồn nhiên đáng yêu, đó là hai siêu mẫu Tâm An và Thảo Mai. Đôi bạn diễn Anh Châu và Bảo Ngọc. Anh Châu và Bảo Ngọc có chất tố chất được làm siêu người mẫu từ nhỏ. Và cuối cùng, hai siêu mẫu nam duy nhất của chúng ta hôm nay, đó chính là Tiến Đạt và Thùy Anh. Trông hai bạn thật đáng yêu và khỏe khoắn. Phần may đáp cầu. Của bé, một bộ sưu tập vô cùng là màu sắc của các cô đến từ trường ở mầm non công ty may đắp cầu. Và với bộ sưu tập vừa rồi thì chúng tôi đã thấy được sự khéo léo, sự ngây thơ của tất cả các em trình diễn trên sân khấu ngày hôm nay. Và hãy cùng chờ đợi xem, cũng đến với phần thi Tôi Thời Trang, các em bé đến từ trường mầm non Khúc Xuyên sẽ gửi tới phần thi Tôi Thời Trang như thế nào. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần thi Tôi Thời Trang của trường mầm non Khúc Xuyên. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là màn trình diễn thời trang của các bé đến từ trường mầm non Khúc Xuyên với chủ đề lễ hội mùa xuân. Mở đầu là bộ sưu tập người mẫu nhí Minh Ngọc lấy cảm hứng từ những nụ hoa khoe sắc của mùa xuân. Chúng tôi đã tạo ra chiếc váy gắn những bông hoa. Nam biểu diễn trên sân khấu là người mẫu Hương Nhi. Bạn thật duyên dáng cho bộ trang phục lá cây được làm từ chất liệu vải mưa và lá lựa. Cây xanh là lá phổi của trái đất. Với bộ trang phục này, chúng tôi muốn gửi tới thông điệp hãy chung tay bảo vệ lá phổi xanh của trái đất. Tiếp theo là bộ váy được thiết kế hiện đại do người mẫu Phương Thảo thể hiện. Bộ váy được làm từ chất liệu giấy lưới với màu sắc bắt mắt, trông bạn thật lộng lẫy và kiêu sa. Các bạn đang theo dõi người mẫu nhí nhảnh và đáng yêu xinh người mẫu Yến Yến trong trang phục váy hồng từ chất liệu giấy xốp mềm. Với sự khéo léo của các cô đã tạo ra chiếc váy thật tinh tế và lộng lẫy từ những vỏ sữa học đường. Với sự sáng tạo, các cô đã thiết kế thành những bộ trang phục lạ mắt với thông điệp giọt sữa yêu thương lưng tầm vóc Việt. Xin các bạn dành một tràng pháo tay thật lớn cổ vũ cho người mẫu Khánh Duy. Với sự sáng tạo không ngừng, các cô đã tái sử dụng ra vỏ thạch mà các bé thưởng thức hàng ngày để tạo thành bộ trang phục vô cùng quyến rũ với màu sắc rực rỡ như đóa hoa mùa xuân. Đang thức tha trên sân khấu với bộ trang phục lộng lẫy được trình diễn bởi người mẫu Thanh Ngà. Với thân hình mũm mím, khuôn mặt xinh xắn, bộ trang phục được thiết kế từ chất liệu dây kim tuyến. Sự thần bí của trang phục tuxedo luôn là cảm hứng sáng tạo cho các nhà thiết kế thời trang mà người mẫu Gia Thiện đang thể hiện. Với chất liệu giấy xốp trắng bạc tiện dụng và bắt mắt, trông người mẫu của chúng ta thật là lịch lãm và hào hoa. Mùa xuân là mùa của lễ hội, với tà áo dài truyền thống mà người mẫu Thanh Hà đang mặc được thiết kế từ chất giấy bọc quà. Các cô đã tạo thành chiếc áo dài truyền thống giúp các bé có thể mặc đi dự hội xuân. Tà
áo dài thể hiện nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, với sự thể hiện duyên dáng của người mẫu Khánh Nga, vẻ đẹp vốn có của áo dài đã tôn vinh nét giá trị văn hóa tâm hồn người Việt. Sánh đôi trên sàn diễn là hai người mẫu Khánh Nga và Thu Hà đang thiết tha với tà áo dài truyền thống, trông các bé thật là duyên dáng. Với tà áo dài, các bé có thể đi chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ trong các ngày lễ hội. Đặc biệt các bé sẽ thật đáng yêu hơn khi diện chiếc áo dài vào dịp năm mới để chúc Tết ông bà và người thân. Xin quý vị lộ một tràng vào tay thật lớn cổ vũ cho người mẫu Khánh Nga và Thu Hà. Đang sải bước trên sân sàng sắc quắc quắc là siêu người mẫu Gia Thiện và Thanh Ngà. Bộ trang phục các bé đang thể hiện càng làm tôn lên vẻ lịch quý phái sang trọng như những người mẫu chuyên nghiệp, phải không các bạn? Từ những chất liệu phế thải, chúng tôi đã tạo ra hai bộ trang phục đáng yêu. Các bé có thể diện đi dạo chơi hoặc tham gia vào các buổi lễ hóa trang. Xin quý vị hãy cổ vũ cho người mẫu Khánh Duy và Thanh Hải một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ trang phục mang tên Du Xuân do người mẫu Phương Thảo và Yên Yến trình diễn, với những đoạn họa tiết hoa mai, hoa đào mang lại cho chúng ta cảm xúc rộn ràng ấm áp của mùa xuân đang đến gần. Dù đi đâu ai cũng nhớ từ chúng tôi bên gia đình. Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi đầy lộc, ra hoa kết trái, với hai bộ váy hoa và lá giúp các bé tự tin lộng lẫy đi dự hội, đi dự các buổi dạ hội mùa xuân. Còn ngần ngại gì nữa, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cổ vũ cho hai người mẫu Minh Ngọc và Yên Yến. Xin quý vị và các bé một lần nữa cùng chiêm ngưỡng lại bộ sưu tập thời trang mang tên Lễ hội mùa xuân do các cô và các bé đến từ trường mầm non Quốc Xuyên thiết kế và biểu diễn. Từ những vật dụng gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường hay những nguyên vật liệu đã qua sử dụng, bằng sự sáng tạo của các cô đã tạo lên bộ trang phục thật tuyệt đẹp dành cho các bé yêu trong ngày lễ hội xuân. Màn trình diễn thời trang mang tên Lễ hội mùa xuân của các bé đến từ trường mầm non Quốc Xuyên đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc một năm mới đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc phúc, đắc thọ, đắc vinh quang. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin được cảm ơn bộ sưu tập thời trang vô cùng là đẹp mắt của các bé đến từ trường mầm non Khúc Xuyên. Mỗi một bộ sưu tập đều có một màu sắc, một thông điệp khác nhau. Và ngay bây giờ hãy cùng chờ đợi xem trường mầm non Vân Dương sẽ gửi tới thông điệp gì qua bộ sưu tập thời trang ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Và ngay sau đây xin mời quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng các bậc phụ huynh đến với bộ sưu tập thời trang của bé với chủ đề Hãy hành động vì một môi trường không rác. Bộ trang phục của chúng tôi gồm 12 sản phẩm khác nhau được thiết kế từ các phế liệu, phế thải trong cuộc sống hàng ngày. Bộ sưu tập đầu tiên mang tựa đề Thảo Nguyên Xanh đang hiện ra trước mắt chúng ta, gợi nên một ảnh thảo nguyên xanh mát ngút ngàn cỏ hoa bằng chất liệu giấy gói hoa đã qua sử dụng với đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo trường mầm non Vân Dương đã thiết kế lên bộ trang phục mang vẻ đẹp hồn nhiên, bay bổng, thăng hoa tâm hồn trẻ thơ với sự trình diễn của siêu mẫu nhí Hà Trang. Và tiếp theo là bộ trang phục mang tên Bảy Sắc Cầu Vồng do siêu mẫu nhí Thanh Thảo thể hiện. Từ những chiếc túi ni lông các bà, các mẹ, các chị đi chợ hàng ngày đã thiết kế thành chiếc váy lộng lẫy với những bông hoa bảy màu lấp lánh, khơi gợi cho ta nhớ về bài hát Bảy Sắc Cầu Vồng cho em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ. Kính thưa các vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, từ các vỏ sữa học đường các con được uống ở trường kết hợp với hạt cường, giấy trang kim, sử dụng mặt trong mặt ngoài logo của vỏ sữa học đường đã tạo thành bộ trang phục vô cùng đáng yêu. Bộ trang phục muốn nhắn nhủ các bạn nhỏ hãy uống sữa hàng ngày để phát triển chiều cao, nâng tầm vóc Việt. Tiếp theo là bộ trang phục với tựa đề Nét đẹp thiên nhiên do cặp đôi Tiến Cường, Khánh An thể hiện. Từ những chiếc lá cây khô chúng tôi thu gom tái sinh kết hợp với màu nước thiết kế lên bộ vest rất sinh động và chiếc váy ra hồi làm từ tơ dứa vô cùng lộng lẫy. Đó chính là sự hồi sinh của cuộc sống.
mời quý vị đại biểu toàn thể đi cho một tràng pháo tay chào đón siêu mẫu Ngọc Bích. Bộ trang phục có tên gọi lấp lánh ánh kim từ các dây kim tuyến trang trí trong các ngày lễ hội của trường đã được chúng tôi kết thành chiếc váy vô cùng sang trọng và quý phái, khiến ta nhớ tới ký ức tuổi thơ, chú Cuội, cây đa, chị Hằng với tiếng sống hội trùng sinh để cùng nhau đem lại cho các bé yêu một ngày hội đầy ắp tiếng cười và nhiều ý nghĩa. Siêu mẫu Huyền Trang và Tùng Bách đang khoác trên mình bộ trang phục mang tên năng lượng cuộc sống. Bộ trang phục được tận dụng từ chiếc bát, chiếc thìa mì ăn liền kết hợp với giấy dạ màu trắng đã được tạo thành một chiếc váy và bộ vest vô cùng thanh lịch. Bộ trang phục nhắn nhủ các bạn nhỏ rằng: các bạn ơi, hãy ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hàng ngày để cơ thể mau lớn. Tiếp theo là bộ trang phục mang tên cánh chim Hải Âu do siêu mẫu Hà Anh biểu diễn. Từ những chiếc áo mưa đã hỏng kết hợp với những quả dâu tây chín đỏ thật sinh động, hấp dẫn, tượng trưng cho hình ảnh đất nước Việt Nam tự tin vươn cánh trên biển đảo quê hương. Muốn gửi đến các bạn một thông điệp: hãy bảo vệ vững chắc vùng biển đảo của Tổ quốc. Tiếp theo là bộ sưu tập với tên gọi Kiêu Sa Long Vũ, được thiết kế từ lông da cầm và cây bông lau. Chúng tôi đã thu gom khử trùng, từ đó tạo nên bộ trang phục Kiêu Sa sống động, chắp cánh cho ước mơ tuổi thơ. Siêu mẫu Phương Anh hiện ra như một nàng công chúa của Long Trại vui vẻ. Cuối cùng là bộ sưu tập với tên gọi Duyên Dáng Việt Nam, được thiết kế từ giấy dạ màu đỏ. Bé Thu Trang thật duyên dáng trong chiếc áo dài Việt Nam. Những bông hoa tươi thắm cong cong hình chữ S là hình ảnh đất nước Việt Nam nhỏ bé đáng yêu. Bộ trang phục ca ngợi nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, dịu dàng, đằm thắm và mang đến cho chúng ta một thông điệp: hãy giữ gìn và bảo vệ đất nước thân yêu của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, đó là 12 bộ sưu tập thời trang của bé vô cùng sinh động và đẹp mắt. Qua bộ sưu tập này, trường Mầm non Văn Dương muốn gửi đến hội thi một thông điệp: hãy hành động vì một môi trường không rác. Phần thi trình diễn thời trang của các siêu mẫu nhí trường Mầm non Văn Dương đến đây kết thúc. Xin gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công, rực rỡ. Xin được chúc mừng trường Mầm non Văn Dương đã hoàn thành xong phần dự thi Tôi Thời Trang với những bộ sưu tập thời trang vô cùng là bắt mắt.